Úi sợ. Thôi nhớ anh em nhá, để em làm việc xe là xong giá theo ngày 1. Bác làm mua chỉ việc để sẵn đổ sẵn chạy. Còn em luôn là đến với Trung Kiên đấy. Em luôn rõ ràng không ha. Thôi là nhận. Thôi anh cho em chốt được không? Không nói nhiều. Cái nhiều đi. Lấy tay dẫn rồi. Một câu thôi. Vâng. Chốt một câu thôi. Được thì được, không được thì thôi luôn. Vâng. 45 triệu. Đấy. Không được thì anh em thông cảm. 45 triệu. Thôi nhà nhá. À, anh ấy nói câu đấy thì em đi mua xe. Em biết tùy với người. Em chốt đủ cho anh 45 triệu. Em xin lộc anh 500 nghìn, không nhiều. 500 nghìn không? À, anh em như này nhá. Anh em xin phép anh em này. Nếu hôm nay bác bán cho em 60 triệu. Tức là có người bán 60 triệu đúng không? Nếu bác bán 60, em sẽ bán là 63. Bác bán 50, em mua được, em bán là 53. Nhưng số 53 kia gọi là 5299. Nhưng bác bán cho em 45, em xin lộc 500 này. Em bắt trừ cho khách của em luôn. Vì ngày mai đăng bài này lên, hôm nay ngày 11, bây giờ là 9 giờ tối rồi. Thì em sẽ bán cho anh em là 45 triệu cộng 3 triệu cà phê, em luôn công khai đấy là 48 triệu đấy. Còn riêng ngày mùng 1 em không lấy tiền ship từ từ đây để ship, em đi đổ xăng đổ dầu thì cái 500 đấy con em xin tiền dầu thôi. Em chốt này là em cộng cà phê giá gốc cộng cà phê 3 triệu là 48 triệu và em khẳng định lại cho anh em là quay video quay xem lại. Bây giờ em cần quay xem này, đây quay cho chủ đây anh em, để tao quay luôn này. Đây nhá, em quay sát lại cho anh em này. Đây này, cùi một tắc zin này, bác để mộc luôn này. Nhìn thấy chưa? Đây, đồ ổn này. Đồng hồ zin nhá, đồng hồ Honda zin này. Đấy. Phai đèn zin này. Em quay sát lại cho anh em này. Ngọc quay điện thoại đi. Cầm điện thoại soi đi, cầm soi đi. Phai đèn vành đèn zin này. Đấy, xinh nhan zin mềm nhũn này. Đây phải quay sát lại này. Đấy, xinh nhan mềm lại zin này. Thụt zin này. Thụt zin này. Rè linh kiện này. Đấy, rè này thì gọi là rè zin được không? Chấp nhận cho gọi là vành zin nhá, vành cũng zin luôn. Em khẳng định là vành zin đây này. Đây vành zin đây này. Đấy, vành zin đây, quả chám đây nhá. Chẳng qua bác không chịu ủ dầu thôi. Thụt mọc zin này. Đấy, hơi đầu bò này. Hơi đầu bò này nhá. Chế zin này. Đấy. Khung này. Dây điện nó là nguyên mọc đây này. Nó là mọc mà. Có mỗi khóa xăng là bác để lâu ra bị ra răng. Em thay tặng anh em cái khóa xăng này. Đấy, em nói rõ luôn cái khóa xăng này em sẽ thay cho anh em. Đấy. Khóa xăng này. Đúng ra là cái này bố cắm sai sao? À đúng rồi. Cái khóa xăng này nó khóa xăng lô để em thay khóa xăng khác. Còn đây nhá, bình xăng này nhá, nó đắt là cái gì anh biết không? Bình xăng zin. Bình xăng zin và tem zin nhá. Tem zin này. Lắp zin này. Đấy, tem zin này. Cốp zin này. Đấy, cốp zin này. Yên zin này. Đấy, tay dắt zin này. Thấy chưa? Sinh em sau cũng zin luôn này. Đây em quay rõ nhá. Biển con này thì cực vip rồi. Biển là 15 thành phố Hải Phòng. Đúng không? Hải Phòng Hoa Phượng Đỏ 368B6 cũng là 3686.